Bạn nào đang sử dụng cái tài khoản chơi ngay thì bây giờ là các bạn cứ bấm chơi ngay nè. Đó, rồi các bạn bấm chơi tiếp nha. Nhớ cứ bấm chơi tiếp cho mình thôi. Một lát nữa vào trong mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bảo mật tài khoản, cũng giống như là sau này các bạn sẽ dùng cái gì để đăng nhập mà các bạn không cần dùng tài khoản chơi ngay nữa nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bấm vào game nha. Rồi đây. Đây là cái tài khoản chơi ngay của tôi nha. Đó, tôi mới tạo các bạn ạ. Tôi mới tạo luôn. Rồi, bây giờ vào game nè. Hôm nay mà các bạn nào mà không xem được cái video này của tôi nha, là đến khi mà cập nhật cái phiên bản 1.62 ngày mai ngày mốt đây á, các bạn mắc ạt ráng chịu, tôi không có trách nhiệm nữa đâu á nha. Rồi, bây giờ khi mà các bạn vào game á thì nó sẽ hiện lên một cái bản thông báo nữa là lưu ý dành cho người chơi sử dụng tài khoản chơi ngay. Tôi biết trước nó nói gì luôn nè. Nè, các bạn coi nè. Tài khoản chơi ngay này đó. Thì mục đích của cái thông báo này nữa thì nó cũng là bảo các bạn hãy cập nhật thông tin thôi. Rồi ok, thì các bạn đã thấy rồi đúng không? Thì mình đang sử dụng một cái tài khoản Thịnh Ngon Sai nè. Đây là cái tài khoản chơi ngay của tôi, và tôi chưa có liên kết cái gì hết. Bây giờ các bạn làm theo mình nè. Các bạn bấm vào điện thoại, các bạn bấm vào cài đặt, thì các bạn bấm đăng xuất ra cho mình nha. Yên tâm không mất hạt đâu, cứ bấm đăng xuất đi. Rồi đăng xuất ra nè. Đó, đăng xuất ra nha các bạn, lưu ý nha, đăng xuất ra nha là để mình bảo mật nha. Rồi khi mà các bạn bấm đăng xuất cái tài khoản chơi ngay ra thì nó sẽ hiện một cái bản thông báo như thế này nè các bạn coi nè. Đó, các bạn cứ bấm ok đi. Rồi ok. Rồi các bạn bấm tiếp tục chơi ngay. Chơi ngay là chơi cái tài khoản của mình vừa rồi nha. Chơi ngay. Rồi, ở cái bước này nó rất là quan trọng luôn. Các bạn phải liên kết cho mình một cái Gmail. Nếu như mà các bạn không liên kết một cái Gmail ha, là sau này á, khi mà các bạn bắt buộc phải xóa game và tải lại. À, một lát nữa mình nói tới cái vụ mà phải xóa game nha. Bắt buộc phải xóa nha mọi người. Thì các bạn xóa game, các bạn tải lại, nó không có lưu cái tài khoản chơi ngay trong cái máy của mọi người nữa. Như vậy là các bạn sẽ mất luôn cái tài khoản chơi ngay bấy lâu nay mà các bạn đã ấp ủ nha. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mọi người là nhập một cái Gmail vào nha. Mình sẽ kiếm một cái Gmail quá đã. Rồi các bạn coi nè, sau khi á mà mình nhập cái Gmail, à các bạn nhớ nha, nhập cái Gmail thôi, còn hai cái dòng mật khẩu ở phía dưới á là các bạn nhập cái hai cái mật khẩu mới nha. Nhập mật khẩu mới cho tài khoản game của mọi người nha, không phải là mật khẩu của Gmail, nên các bạn cứ yên tâm nha. Các bạn chỉ nhớ cái tên Gmail của mọi người là ok rồi. Và nhớ nha, phải có cái tài khoản Gmail đó nha, để sau này mình cần dùng á thì mình vào cái Gmail đó mình lấy cái mã OTP hay các kiểu nha mọi người. Rồi sau khi mà mình nhập, mình bấm đồng ý ok á thì nó sẽ hiện lên một cái bản thông báo là bạn đã bảo vệ tài khoản với cái email này rồi. Ok. Rồi, rồi bây giờ thì mình sẽ vào game. Chưa các bạn, vẫn còn một cái bước quan trọng nữa. Mọi người mà không xem kỹ cái bước này là sau này mắc ạt nữa, tôi cũng không có chịu trách nhiệm đâu nha mọi người. Tại vì là mình mới phát hiện ra có một cái bước mà các bạn hay hỏi mình nữa, là sau khi liên kết rồi á thì cái tài khoản VNG á nó không có cái chỗ đăng nhập bằng Gmail đúng không? Đó, tiếc mấy ông hỏi như vậy mà. Rồi tôi chỉ luôn cho. Bấy lâu nay thì mình cũng không chỉ các bạn cách cái này, cũng là lỗi tôi các bạn, lỗi tôi. Chơi game mấy chục năm mà mình quên chỉ các bạn cách này. Rồi, bây giờ các bạn kích vào chỗ phần cài đặt nè. Lỡ đâu một ngày nào đó các bạn lỡ bấm đăng xuất cái tài khoản mà các bạn vừa liên kết Gmail đúng không? Trong cái app Play Together mới đúng không? Lỡ đâu các bạn bấm đăng xuất đi. Ví dụ như giờ lỡ là mình bấm đăng xuất nha. Rồi lỡ là mình bấm đăng xuất nè, rồi các bạn coi này nha. Nó không hiển thị cái mục Gmail thì các bạn tự hỏi là ủa anh Thịnh ơi, bây giờ em liên kết Gmail rồi á, nó không có mục Gmail để em nhập vào á, thì làm sao để em nhập vào cái tài khoản cũ hồi trước? Đây này các bạn thấy không? Không có chỗ nhập Gmail nha. Zin ID cũng không phải, Facebook cũng không luôn. Ở chơi ngay thì cũng không được nha các bạn, tại vì là các bạn đã xóa tài khoản của mình rồi, các bạn kích vào tài khoản mới rồi. Thì bây giờ là các bạn kích vào thằng hỗ trợ nè. Đó, khôi phục tài khoản chơi ngay nè. Rồi, ở cái khúc này á là các bạn nhập lại cái Gmail vừa rồi mà các bạn đã liên kết trong cái tài khoản chơi ngay của mọi người nha. Đây thì mình sẽ nhập thử nha. Ở phục hồi tài khoản thành công, nhấn ok để trở về login. Đấy các bạn thấy không? Thì lý do tại sao chúng ta phải làm cái bước nó rườm rà như thế này, thay vì là nó phải xuất hiện luôn một cái bản ô Gmail để mà chúng ta kích vào Gmail chúng ta điền luôn, là tại vì là phiên bản VNG nó không có các bạn. Tại vì là phiên bản VNG nó không có cái đó nha mọi người. Nhưng mà hiện tại chỉ có mỗi cái cách này là để giúp các bạn thôi. Dù gì thì nếu như bạn nào đã làm theo hết tất cả các bước mình chỉ rồi á thì sau này các bạn cũng yên tâm, không có lo bị mắc ạt, không lo bị gì hết nha. Rồi, bạn nào mà dùng tài khoản Facebook hay là Zin ID hay là ID Apple bên iOS á thì không sao hết, các bạn không cần làm gì hết nha. Cái này là chỉ dành riêng cho những bạn nào vẫn đang sử dụng cái tài khoản chơi ngay, đặc biệt là những bạn nào mà mới chơi game, bấm vào chơi ngay liền nha. Rồi, mình biết là các bạn tự hỏi là em ơi anh Thịnh ơi, em mới có mấy tuổi thôi, em không có biết là tạo tài khoản Gmail như thế nào. Thì bây giờ các bạn hãy nhờ một người thân trong gia đình nha. Các bạn nhờ anh hoặc là nhờ chị á, thì các bạn nhờ để mà lập cho bạn một cái Gmail, hoặc là mượn cái Gmail của anh hoặc chị để các bạn gắn vào nha. Như vậy là ok rồi. Rồi, thì tiếp tục một thông tin quan trọng cho mọi người nữa đây, là cái phiên bản hiện tại chúng ta đang chơi là cái phiên bản 1.61 đúng không? Đây, cài đặt nè. Đâu rồi ta? À đây, 1.61 nha mọi người ơi. Rồi, ngày mai, ngày mốt, chiều nay thì sẽ có thông tin phiên bản cập nhật mới, là phiên bản cập nhật 1.62 nha mọi người. Rồi, ở cái phiên bản cập nhật 1.62, các bạn vui lòng xóa game, xong rồi các bạn vào phần Play CH, cửa hàng Play á, hoặc là App Store á, các bạn tải cho mình lại game nha.
Đấy, các bạn nhớ là xóa game và tải lại game thì mới cập nhật được nha. Còn nếu như bạn nào vẫn giữ nguyên game mà cập nhật lên á thì nó không có hiển thị gì hết nha mọi người, nó sẽ bị lỗi nha. Thì cái đó là bên nhà phát hành Hagin họ đã thông báo từ ngày hôm qua rồi, và họ gửi cho mình những cái mục thông tin này á để mà đăng video lên cho các bạn xem á. Cho nên là bây giờ mình đăng sớm cho các bạn xem là vui lòng. Khi nào mà có bản cập nhật 1.62 có thông báo rồi á thì cái lúc mà cập nhập á, các bạn nhớ xóa game xong tải lại game là được nha, chứ đừng có cập nhập thẳng lên luôn. Cập nhập thẳng lên là sẽ bị lỗi nha. Rồi, đó là lý do tại sao mà những bạn nào mà đang sử dụng tài khoản chơi ngay mà phải bảo vệ liền á, tại vì nếu như lúc đó mà các bạn xóa đi các bạn tải lại á thì nó sẽ mất luôn cái tài khoản chơi ngay nha, nếu như các bạn không liên kết Gmail nha. Rồi, ok, như vậy là mình đã hướng dẫn tận tình nó kỹ lắm luôn rồi đó. Hy vọng là bạn nào mà sau khi xem xong cái video của mình á là sẽ liên kết và làm đầy đủ hết tất cả các bước mình đã nêu trên nha. Và các bạn cũng đừng có nói với tôi là anh em Thịnh ơi em mắc ạt rồi, kiểu đó là tôi buồn luôn nha mọi người. Thề luôn các bạn ơi, lại là một cái thử thách siêu khó nữa mọi người. Coi nè, anh Thịnh ơi, sắp tới sẽ update cập nhật bộ mới rồi á. Em nghĩ mọi người muốn xem cái thử thách này cho anh nè. Thách anh bắt full bộ nền xanh dương, bộ nền xanh dương trong một đêm. Mong anh làm vì em biết anh làm gì cũng hay và giỏi hết. Hu hu, mong anh thực hiện. Rồi anh em ơi, cái thử thách này không biết là mình có nên nhận hay không nữa, nhưng mà mình lỡ mình đọc cho các bạn nghe cái thử thách này rồi. Ok, chấp nhận luôn, let's go. Mặc dù anh biết á là hiện tại nha, tất cả các loài bọ á nó đã ít xuất hiện hơn ngày xưa rồi, và đi săn bắt kẻ bọ gì nó cũng hiếm nha mọi người. Bây giờ thật sự là săn bọ rất là rất ít luôn, rất hiếm luôn. Nhưng mà thôi, anh sẽ thực hiện cái thử thách này của em. Dù gì thì sắp tới cũng đã cập nhật bọ mới rồi, nên thôi thì hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với ông Thịnh châm bọ bọ tặc nha mọi người. Ông Thịnh châm bọ đi bắt bọ cho các bạn xem nha. Đừng, thôi được rồi, các bạn coi mở màn là một bé chuồn chuồn nha mọi người. Ở cái con chuồn chuồn này mình thấy là nó xuất hiện cũng nhiều á, nhưng mà thôi để mình bắt luôn. Hình như là cái con chuồn chuồn này á là nó cũng nền xanh dương nha. Nền xanh dương này mình ghét nhất là bắt chuồn chuồn với lại con gì nữa nhờ. Nói chung là những cái con mà nó bay bay, ví dụ như là bọ đá quý Hàn Quốc này. Rồi con chuồn chuồn này nè, đặc biệt là bốn con chuồn chuồn thì con nào nó cũng khó chịu. Chuồn chuồn Ngô Hoàng Đế nha. Rồi một con xanh dương nha. Rồi con này là con để mình nhớ coi, mình nhớ không nhầm là cái con ếch gì ta. À, con cóc các bạn, con cóc gì á, con cóc mà cái bụng với lại cái chân nó màu đỏ đó mọi người. Cái con cóc này không biết là các bạn có gặp nhiều hay không nha, chứ nãy giờ thực sự là mình gặp cái con cóc này nó quá trời luôn. Mình tính là không có quay luôn, nhưng mà thôi lỡ rồi thì gặp thì bắt luôn nha mọi người ơi. Đây để mình ở cái con này. Con này báo thế giờ, khó chịu lắm, lúc mình thì vào á thì nó nhảy ra, lúc mình ra thì nó nhảy vào nha. Cái con này nó cũng biết chọc tôi dữ ta. Này nè, đây. À, cóc lửa các bạn, cóc lửa. Cái con này nó xuất hiện nhiều, cực kỳ nhiều ngay chỗ cái hồ nước facility luôn. Rồi lại một em ấy này các bạn thấy không, nói nhiều lắm, cho nên là mình sẽ bắt hết luôn nha mọi người. Con này thì cũng là nền xanh nước biển nha. Rồi cái tiếng của nó kêu thì cũng khá là hay nha mọi người, giống như tiếng sáo thổi vậy á. Con cóc nha mọi người, có một con cóc nó cũng giống con này nữa, mà cái con đó thì mình không có gặp, không biết bạn nào biết con đó không, cũng hình như là nền xanh dương hay sao á. Không phải con cóc, không phải con cóc cây nha mọi người, không phải con ếch cây nên cóc cây gì nha, không phải cái ếch cây đâu. Con này thì nó đây nè. Ơ, cái gì thế? Úi dồi, còn chạy nữa chứ. Mình đi chậm hết mức có thể rồi. Ơ kìa, nữa. Báo ơi, thiệt luôn mọi người, cái con này nó báo thiệt chứ. Đây, mày hả bưởi, một em cóc lửa. Ấy chà chà, không thiệt ấy chứ. Đấy các bạn thấy không, trời ơi thiệt chứ mình không có muốn quay đâu. Nhưng bây giờ mình cứ đi tìm những cái con bọ hiếm, mình lại gặp cái con cóc lửa nữa. Thôi thì mình sẽ bắt nó luôn đi. Dù vậy thì con này bán cũng được tiền nha, cũng được 200 tiền sao, chứ đâu phải ít đâu mọi người, cũng nhiều mà. À, một em bướm mô phô. Một em bướm mô phô. Rồi ơi, cũng nền xanh luôn nha. Ok, lại một em chuồn chuồn đó mọi người. Các bạn còn biết, còn nhớ cái con chuồn chuồn này không? Đây là cái con chuồn chuồn màu đen. Thì trong bốn cái con chuồn chuồn á, thì cái con chuồn chuồn này thì nó khó hơn một tí so với mấy con chuồn chuồn kia nha. Rồi, lần này là một bầy ếch luôn. Trời ơi, ếch các bạn ơi, cóc ếch tùm lum luôn. Một con, hai con, ba con. Trời ơi, bốn con luôn các bạn ơi. Ô là trời, bốn con luôn các bạn ơi. Cái đâu mà nhiều chứ trời. Cái lúc thì mình không thấy con ếch nào, cái lúc thì nó là một đống luôn. Rồi, con này, à con này nền xanh, xanh lá cây các bạn. Mình đang tìm cái nền cái kè này xanh nước biển. Đây các bạn coi nè. Con gì đây ta? Ơ, con gì nhìn lạ với mọi người, con này lạ quá ta. Cái con này hình như là, con này ít gặp lắm nè, cũng nền xanh dương, nhưng mà cái con này hình như mình chưa có. Nhưng mà mình biết con này hình như là cái gì mà, cái gì mà cái gì, sĩ điền lực sĩ là, con gì bọ lực sĩ các bạn. Cái con này lâu lắm luôn rồi mình mới gặp lại luôn á. Thật sự mình cũng chưa có con này nữa, nhưng mà lúc trước thì mình có biết con này nha mọi người, với lại bây giờ thì mình mới gặp nó lần đầu tiên luôn mọi người ơi.
Rồi đây để tôi bắt được cho các bạn coi nha. Cái con này nó cũng hiếm nha. Tuy là nền xanh dương nha, nhưng mà những cái con này nó cũng khó xuất hiện lắm các bạn, thực sự luôn. Nó cực kỳ ít xuất hiện luôn á. Gặp chúng cái đợt cập nhập mấy đợt cập nhập vừa rồi đây thì bọ nó càng ít xuất hiện hơn nữa. Thế nên là bây giờ kiếm nó cũng khó nè. Đó, bọ hung lực sĩ nha. Bọ hung lực sĩ nha mọi người. Con này thì nói chung cũng cũng hiếm đấy. Dạo này thì mình cũng chả gặp rồi các bạn coi. À trời ơi, mình tưởng đâu con bọ kia, mình tưởng đâu cái con bọ vàng vàng các bạn, cái con bọ đỏ mà vàng trắng vàng đen á. Chứ cái con này thì thực sự là mình gặp khá là nhiều đó mọi người. Nhưng mà dạo gần đây thì các bạn có hay gặp cái con này nữa không? Chứ lúc trước á là các bạn biết làm sao không? Nó hay đù ở dưới cái cây gì màu đỏ đỏ mình quên mất tiêu rồi các bạn nhờ. Cây anh đào đúng không ta? Thì nó cứ hay đu ngược đó mọi người. Con này là con bọ hung năm sừng nha mọi người, bọ hung năm sừng nha. Con này thì lúc trước xuất hiện rất là nhiều luôn á. Rồi lại một em mofo nữa nè. Một em mofo nè, chạy ha, chạy. Rồi đây, lại một em chuồn chuồn nữa. Thì con này nó cũng được xếp hạng xong những con chuồn chuồn khó chịu nhất nha mọi người. Con này thì khó chịu hơn nữa. Khó hơn cả con trường thọ luôn. Tại vì là con này á, thứ nhất là nó nhỏ, thứ hai là nó bay cái kiểu của nó rất khó chịu luôn. Đây để mình bắt cho các bạn coi nè. Mày hả bưởi đi đâu hả bưởi. Đây. Ui giời là dễ luôn các bạn ơi. Dễ thiệt cái chứ. Ôi lại gặp nó nữa kìa. Thề luôn, mấy cái con này sao mình thấy nó nhiều ghê luôn không biết nữa các bạn ơi. Con ếch bờ nama với lại con gorilla thì mình không gặp con nào hết. Vậy mà cái con ếch con cóc này thì mình gặp nhiều nha. Cóc lửa nè. À đúng rồi, còn một con ếch phi tiêu độc nữa. Để tí nữa mình vào hôm thao mình săn luôn nha, săn nốt con đó luôn nha mọi người. Đây. Nhiều quá mà. Ui. Đi đâu vậy? Ơ kìa, ơ kìa. Chạy hả bưởi. Một em vô ba lô của tôi nữa. Ba lô của mình hiện tại là bây giờ là full ếch lại nữa. Lại cóc lửa nữa. Thôi bắt luôn nha mọi người ha, bắt luôn nha. Bắt luôn đi chứ để làm cái gì. Một em cóc lửa nữa nè. Rồi lại một em bò hung năm sừng nữa. Trời ơi các bạn ơi, mình đi vòng vòng mà mình gặp toàn mấy cái con nền xanh dương luôn hay gì á. Hình như là ông kia ông biết mình là gặp đợt này nền xanh dương ra nhiều á. Nhưng mà mình hy vọng nha, sắp tới đây á sẽ cập nhật thêm nhiều bộ mới nha mọi người. Mình cũng mong muốn là có bộ mới để mà những cái ngày huy hoàng mà các bạn làm clip các bạn đi bắt bò á, nó hot trở lại. Chứ bây giờ các bạn đi bắt bò thì nó không còn hot nữa nha mọi người, hết hot rồi. Mặc dù là mình biết các bạn muốn xem á nhưng mà nó không có hot nữa. Nhưng mà bạn yên tâm đi, thử thách của ông này là mình chắc chắn là mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Hồi nãy giờ mình bắt toàn là nền xanh dương luôn á. Ai láo hả bưởi. Rồi một em bọ hung năm sừng. Ok. Rồi. Trời ơi, cóc lửa nữa các bạn ơi. Chắc tôi xỉu các bạn ơi, mười mấy con cóc lửa rồi. Mình tính bỏ nhưng mà mình nghĩ tới 200 tiền sau cái mình tiếc quá mọi người. Thôi bắt luôn đi, có gì đâu mà. Có gì đâu mà phải bỏ mọi người, 200 tiền sau nè, đấy. Quá ư là dễ thương luôn. Rồi, lại một em bọ hung năm sừng nữa. Ơ cái con này mình gặp cái chỗ này hơi bị nhiều luôn mọi người. Thực sự là nãy giờ mình gặp cái chỗ này nó nhiều dữ vậy ta. Đây. Lại bộ hung năm sừng nữa. Cái gì vậy trời ơi, mình gặp. Rồi, lại một em cóc lửa nữa. Trời. Trời ơi, mình không. Thiệt là mình không có nói xạo các bạn luôn á, là mình gặp cái con này với lại con bộ hung năm sừng nó nhiều giống như là nước đó, nhiều y như là mấy cái con bộ cua bắp á mọi người. Không biết cái con này mình nghĩ nó nên đổi thành cái nền xanh lá cây đi mọi người. Chứ tự nhiên nền xanh dương mà sao xuất hiện nhiều còn hơn cả mấy cái con bộ hung lực sĩ hay là con meta đấy. Hiếm hơn mà, hiếm hơn. Nó cũng nền cùng nền xanh dương mà nó không hiếm bằng mấy con kia chứ. Trường thọ này. Này thì trường thọ này. Rồi em cóc lửa nó nha. Cóc lửa này. Lá ơi. Ơi. Rồi. Ra rồi. Đi nãy giờ mới gặp các bạn. Đi hồi nãy giờ mới gặp nha. Biết gì vậy chứ. Các bạn biết con gì rồi đúng không? Ếch phi tiêu độc nha. Ôi bạn ơi. Cái tiếng kêu của nó thì khá là đặc trưng nha mọi người. Đó mọi người nghe tiếng kêu của nó không? Tiếng kêu rất đặc trưng luôn. Ấy nhưng mà khoan, từ tôi thấy có điểm các bạn ơi. Hai con mũi. Cẩn thận nó chích mình một phát là coi như là cái pha này là mình bị lố luôn đó mọi người ơi. Từ từ. Ấy. Trời ơi, nó còn quay đầu nữa kìa. Ấy. Ui. Ấy mũi. Cái gì vậy mũi? Từ mũi chích. Ấy mũi. Sao nó chích mình hoài vậy? Ở đâu sao rồi? Rồi, nó đi luôn rồi. Thề, con mũi nó báo thiệt, nó chích hai con một lúc luôn. Hai con nó chích mình một lúc luôn. Mình nghi rồi mà, có điềm rồi. Ok. Rồi, mọi người biết con này là con gì không?
Con này thì cũng thuộc dạng là một cái con con cũng khá là hiếm thôi chứ không phải hiếm lắm mọi người, khá hiếm thôi, là con cóc gai mắt nha mọi người. Con này nếu như các bạn nhìn sơ để các bạn tưởng là cái con gorilla đúng không? Không phải đâu mọi người, nó có cái sừng trên đầu nữa. Rồi lại một em cóc lửa với tôi nè. Cóc lửa. Ui, phương miệng luôn. Rồi ngon. Rồi các bạn coi nha. Bình tĩnh nha. Lâu lắm luôn rồi á thì mình mới gặp lại cái con này nha mọi người. Mọi người biết con gì rồi đúng không? Rồi đây để mình bắt cho các bạn coi. Không phải bạo vàng các bạn, không phải kịp được ăn đâu. Con này là con meta đó mọi người. Meta filler gì cũng mình cũng chả nhớ tên nữa. Lâu lắm luôn mình mới gặp lại á. Thôi thì mình sẽ lượm nó luôn. Nó nè, rồi một con màu xanh lá cây nữa nè. Nhưng mà chỗ này có hai con bọ nha, cẩn thận nha. Cái pha này mình sợ bị hụt lắm mọi người ơi. Nó có hai con bọ chỗ này nha mọi người, coi nè. Thấy không? Ồ, này là cũng hơi căng. Hơi căng anh em à. Bình tĩnh. Thả. Ây hình. Trời ơi, tôi tưởng đâu là dính con kia. Metalifer nha mọi người, Metalifer nha. Thì cái con này thì lâu rồi mình mới gặp lại chứ cũng không phải là hiếm đâu mọi người ơi. Rồi lại tiếp tục một em này là hình như là con Undo nha mọi người, con Undo nha. Con này không phải hiếm đâu nhưng mà cũng ít gặp á. Ít gặp thôi thì bắt luôn nha mọi người. Giờ này mà mấy ông trong kia còn chơi cái trò chọc bọ đi mọi người coi kìa. Mấy ông này đúng là thiệt đi sau thời đại thiệt luôn á chứ. Buộc mấy ông thiệt cái chứ. Tôi nha. Tôi thấy một cục đá lấp lánh phía bên kia nữa kìa. Rồi. Mấy ông này báo thì cái chơi. Báo thì cái chơi, giờ này núp trong đó núp nữa chứ. Rồi, ok luôn. Rồi đây các bạn coi nè. Ấy, con cóc gai nha mọi người. Cái con này thiệt tình luôn á. Để tôi bắt nó cho mọi người coi nè. Này là gai mắt nè. Tại vì các bạn biết sao tại là gai mắt không? Tại vì ở con mắt nó có cái gai nha mọi người. Cho nên đặt tên là gai mắt nha mọi người ha. Rồi, lại một em. Cái con này thì cũng nhiều nè. Nãy giờ mình quên bắt con này cho các bạn coi. Con này là con ngựa bầu trời nha. Ơi nhưng mà các bạn cẩn thận khi mà bắt nó nha. Nếu như mà nó quay đầu lại á là các bạn chuyển đầu đổi đầu liền cho tôi nha. Xong rồi các bạn vòng ra sau các bạn bắt nó. Đó là cách mà không bị nó đá nha. Bọn ngựa chúa nha. Bọn ngựa chúa nha mọi người. Nó là con bọn ngựa chúa nha. Rồi ơi, ok. Nói chung là ngày hôm nay là mình đã bắt coi như là không biết bao nhiêu con bọ nền xanh dương luôn á. Nên là mình đã thực hiện cái thử thách của bạn này hoàn thành rồi. Cho nên là đừng quên bấm like và đăng ký kênh tham gia mini game ngày hôm nay của mình nha mọi người ơi. Còn bây giờ thì mình sẽ chụp luôn con này đi. Cái con này mình gặp chắc cũng phải gần 20 em rồi mọi người. Nó nhiều thiệt nhiều luôn. Nhiều quá trời nhiều. Hello, và cuối cùng đó chính là phát giải cho các bạn nha. Không biết là các bạn còn nhớ cái mini game mà hôm kia tôi có làm không? Đó chính là cái mini game kỷ niệm 240.000 người đăng ký. Thì mình sẽ tặng cái con badge này cho các bạn đúng không? Rồi có tổng cộng là 894 bạn tham gia. Và sau khi mình quét xong thì có 814 bạn làm đúng yêu cầu. Và bây giờ mình chỉ chọn ra đúng được một bạn để mình tặng cái con badge đó cho các bạn nha. Rồi, 1, 2, 3, bấm enter. Rồi ok, như vậy là bạn Văn Nguyễn Thị. Thì em ơi, tên game của bạn này á là gì ta? Tú Minh 2K9 hả? Tú Minh 2K9 rồi em ơi. Tên game của em là Tú Minh 2K9 đúng không? Rồi bây giờ em có xem được cái clip này của anh á thì em vui lòng nhắn tin vào trong cái Facebook này của anh nha. Nhớ nha, nhớ nhắn tin trong Facebook rồi em gửi cho anh cái tài khoản để anh vào anh mua trực tiếp nha. Tại vì là hình như là cái gói con bé thú cưng á nó không có ở trên shop hay sao á. Nó không có ở trên nói chung là em cứ nhắn tin Facebook anh nha, để anh gửi trực tiếp trong ạc của em nha. Hôm bữa thì anh cũng phải vào ạc trực tiếp anh mới mua được nha. Nó không có ở trên cái buyjin.vn đó mọi người. Cho nên là không có mua bằng AD được nha. Rồi nhớ nhắn tin anh nha Văn Nguyễn Thị ơi.